Nhà thì trên mặt bằng trần này thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như cái này là cái plumbing. Plumbing thì các bạn có thể ẩn plumbing đi. Đây, plumbing. Độc bổ vệ sinh thì mất ô cả một buổi luôn. Nhưng mà buổi này nó sẽ tổng hợp lại những kiến thức mà tôi đã dạy các bạn đấy. Đúng không? Chọn đây ví dụ như 05 này. Ok, đây. Đã chẳng hạn. Này nha. Đây, chọn này. Còn cái tường này nó là bao nhiêu thì mình không quan trọng đâu nhá. Đấy nha, các bạn đừng nghĩ là cái tường này nó quan trọng. Mà mình quan trọng nhất ở đây là cái gì? Là cái chiều rộng thông thủy của hai thằng này thôi. Đấy, số này này. Hiểu không? Chứ đi trần thì cần gì phải đi tường. Chọn này. Đấy. Còn bây giờ trên này thì nó sẽ có một cái phần là gì? Đầu tiên là tên rồi đúng không? RT kiểu gì cũng phải là tên rồi đúng không? Và tag tag cái trần này, tên và đánh code, nếu mình đánh code này thì thôi. Đúng không? Còn mình tag trần thì mình phải ghi chú trần TG ở đây. Tag cái trần này, thì đây nó ký hiệu sẵn này, tag trần này. Được nha. Tag trần ấy, nếu mà các bạn bạn mà để freehand ấy là các bạn chỉ vào đây này, đúng không? Thì đến lúc các bạn thay đổi cái trần này đi ấy, cái di chuyển cái trần này đi này, hoặc là cái đoạn nó nhảy ra như này này, hai cái trần nó gần nhau ấy, nó chỉ không đúng vị trí. Các bạn hiểu ý tôi không nhỉ? Còn các bạn chọn đây là active đây, được nha. Leader đấy, có hay không có. Ví dụ như các bạn chọn active không có leader thì các bạn đặt hẳn vào trong này cho tôi này. Được nha. Thì thằng này nó chạy đi đâu thì nó cũng vẫn là cái thằng trần này thôi, hiểu không? Đấy này, còn nếu mà có này thì thôi bỏ code này đi, thì nó sẽ có một cái tag này là TC1, CH là bao nhiêu, thì lúc đấy mình sẽ có một cái bảng ghi chú là TC1 là cái gì, TC2 là cái gì, hiểu không? Đây này, đúng không? Và vấn đề chỗ này chúng ta sẽ để ở đây, nó có một phần là underlay để xuống tầng tầng 1 chẳng hạn. Thì các bạn nhìn thấy vách đây đúng không? Vì chỗ này đã ẩn hết plumbing picture đi rồi đúng không? Nên là chưa nhìn được đồ thiết bị đúng không? Chọn này ví dụ người ta hiển thị đây là plumbing picture này. Ok. Plumbing picture đây. Ok, tích vào đây. Ok. Chúng ta phải hiển ngay lên trước để làm gì? Để chúng ta biết cái đồ nội thất này để chúng ta bố trí đèn. Hiểu không? Thì chọn đây CM là bố trí đèn đây. Này. Nha, ví dụ như một cái vệ sinh này thì chúng ta chỉ cần làm sao thôi, một cái downline thôi đúng không, ở vị trí này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đi làm sao di đi làm sao vị trí này vào đây, còn trong nhà tắm thì thôi nha, nó có một cái vị trí đây e của chọn này này e của, còn cao cấp hơn thì các bạn sẽ thấy là nó làm sao, nó sẽ có một cái đèn dọi ở đây này, nó còn có đèn gương ở đây thế này. Đấy nha. Như của mình đang thiếu cái gì? Thiếu gương. Đúng không? 890 này. Đấy. Ưu tiên bên này 890 này. Ưu tiên một con một trong những số chẵn là 950 này. Đấy nha. Thì đằng nào cũng đi mà thì kéo nó ra thôi. Cho cái thứ đi mà sang bên này. Đấy. Còn để thứ đi mà ra ngoài. Đúng không? Để cái thứ đi ra ngoài này. Cái vách kính này nó không đổi nên thành ra nó di chuyển nên mình phải đi vào đây. Hiểu không? Đi vào phần tường ấy. Hiểu đề chưa? Đấy, thì mình phải biết nó định vị cái này ở đâu. Thì khi chúng ta làm xong hết cái này rồi thì chúng ta sẽ phải làm sao ẩn cái thiết bị này đi. Plumbing picture đi. Được nhá. Chúng ta còn thiếu cái gì nữa? Chúng ta thiếu một cái cửa thăm trần. Và thiếu một phần cửa gió, thiếu một phần cửa gió điều hòa, à cửa gió hút mùi ấy, thông hơi ấy, có đúng không? Chuẩn là còn gì nữa, đúng không? Thì ví dụ như bây giờ tôi muốn lấy một cái cửa thăm trần chẳng hạn, đây, tôi vào bằng trần đây,
Đây, con đường trần này nó phải có một cái cửa tham trần này. Đây, đây là cửa tham trần này. Đúng không? Cửa tham trần này và một cái hút mù hút gió này, đấy can trôn C này. Sang đây, can trôn V ở đây. Ok. Đây. Thấy không? Thì đây cửa này, cửa này thì thường nó đặt ở vị trí nào? Gần hộp kỹ thuật. Đúng chưa? Hộp kỹ thuật để đâu? Ví dụ như các bạn sẽ thấy này, ví dụ như nhà này thì bình nó nóng lạnh, ví dụ nó cấp nguồn nó cấp vào đây đúng không? Thì hộp kỹ thuật cũng thường ở khu này. Và vấn đề là cửa, ví dụ như là muốn sửa chữa cái bình nóng lạnh thì thường nó sẽ để ở khu vực này. Đúng không? Chứ bình nóng lạnh nó không để ở khu vực cửa. Mà thường bể thăm trần thì mình lại hay để ở cửa. Người hiểu không? Đấy, còn cái chỗ này mà nó vướng nhiều quá thì ta cho nó ra bên ngoài này. Đấy nhá, đây này. Nó thừa sức thì mình lại dùng leader đây. Chỉ đây. Đấy, chỉ vào đây. Như công trình nhỏ thì nó như này. Cửa thăm trần thì ở đây. Ví dụ mở ở đây là hướng nó lật đúng không? Ấn phím cách này, lật vào trong này. Thì nó lật vào đây. Hiểu không? Hoặc là để như này. Là nó đẩy lên và nó xê ngang qua. Hiểu không? Thì là nó đẩy lên, nhưng mà thường thì nó đẩy như này, nó hất đẩy vào tường này, nó không, nó cũng làm sao trông cái này thôi bỏ đẩy lên, nhưng mà làm sao mà giữ được, nó phải đẩy lên nó xê ngang qua, hiểu không? Thì mình có thể để như này cũng được. Và kích thước của tầng này từ đây đến đây là bao nhiêu? Là 100 đấy nhá, thì nó mới làm được cái nẹp. Đây đây là 100 đấy nhá. Đây này, kích thước này là 100 này. Cái kích thước này là 100 này. Hiểu đây không? Đó, thì mình phải đi những kích thước này là 100 vào đây. Ví dụ như cái hút mùi này nó sẽ nằm ở vị trí này. Thì thường nó cách thằng ngoài tường này ra là bao nhiêu? Tâm thằng này này. Tâm thằng này thường nó cách ra đây tầm khoảng 400 cho đến 450. Đúng không? Thì là tâm của gì? Của xí bệt đúng không? Đấy. Còn thằng này align vào thằng giữa này. Được nhá. Thực ra bố trí nó là như thế này thôi, nhưng thực tế là làm sao? Nó cũng không phải hút được như thế đâu. Được nhá, cái này nó hút cho toàn bộ cả cái vệ sinh này thôi. Toàn bộ. Thấy không? Đấy cửa thăm trần thấy không? Cửa đây. Thì chúng ta lại phải đi thêm một cái tâm thiết bị nữa là định vị cho cái phần nào? Hút mùi này. Đúng không? Cứ thêm cái gì là phải định vị cho cái đấy. Đấy, thấy nhá, đèn định vị rồi, trần định vị đây rồi. Thấy nhá. Ok chưa? Đấy, thì đây là trần định vị đây rồi. Đấy. Hoặc là các bạn đi ra đây thì tùy. Đấy. Nhưng mà tôi thì tôi đi luôn vào đây nhỉ, được. Các bạn chọn đây underlay, tắt bỏ underlay đi. Thấy nhá. Còn cái thiết bị Proming này thì mình thích thì mình chọn đây. Mình ấn Proming đi. Đó. Thì trên trần nó sẽ có thiết bị là hút mùi này. Đèn này. Cửa thăm trần này. Thấy không? Rồi còn về chi tiết tường các thứ thì các bạn làm y hệt như tôi vừa nãy. Đúng không? Vào filter đây. Đúng không? Add mỗi thằng TL này thôi. Này. Chọn này line đây. Nét 01 thôi. Chọn màu xám này. Nha, còn tường đây. Còn chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ quen rồi, chúng ta sẽ đơn giản thôi. Này. Cho tường này nét 01 này. Màu đen này. Đấy. Thì đây là tôi setup cho các bạn. À đâu, cái này nó phải nét 04 nhé. Đấy, nó mảnh ngay, các bạn thấy không? Mảnh khảnh ngay. Chọn này. Đúng không? Thấy nó rõ chưa? Nét nào nét đậm, nét nào nét nhạt. Này. Xong chưa? Đúng không? Đây xong thiết bị rồi, bây giờ nó tiếp tục, nó còn một phần thiết bị nữa là thiết bị gì? Là các cái phần thiết bị này này, tôi cũng vẫn phải tác.
Đây này, chọn đây này, xem kích đấy đang là gì. Magical Equipment TG đây. Đây tôi làm từ đầu thao tác nó sẽ làm đi làm lại, hiểu chưa? Đây Equipment đây. Ok. Tôi chọn ở đây, tag của này. Thì các bạn sẽ nhìn đây đang là số bao nhiêu? 22 đúng không? Thì chọn cái này chúng ta vẫn phải chọn vào mũi tên là gì? Đây, Fuel Arrow nha, chọn đây. Chọn thằng này này, hoặc sửa trực tiếp vào kia cũng được. Try mark, nó đang lên là số đếm. Được chưa? Cửa thăm trần, cửa thăm trần. Tôi chọn ở đây đi. Kiểu 300, 300 này thì cửa thăm trần, try mark đây là tôi ghi là cửa thăm trần CTT này. Đúng không? Đây, thì chọn đây. Edit thôi. Thay thế thằng này là gì thôi. Là gì? Time mark. Load into project. Thằng này. Alright. Được nha. Đó là CTT. Còn tiếp tục ở đây là hút mùi. Đây. TG. Đây này. Chọn đây này. Để sang bên này này. Đây. Chỗ nào vướng thì mình để như này. Mình quay ngang thằng này qua. Đúng không? TG. Chọn đây. Lighting này. Yes. Chọn vào electric này thì nó có lighting ở đây. Tôi làm nhiều thì tôi quen rồi đấy nhá, nhìn phát thì nó biết ngay nó ở chỗ nào đúng không. Đây này, cần thiết cho nó hẳn lên trên này đi, mất gì đâu đúng không. Chọn ra đây này, mũi tên này đồng loạt một cái này, thấy không? Thí dụ như đây là lighting chẳng hạn, ví dụ như LT chẳng hạn, được nhá, đấy, hút mùi chẳng hạn, HT chẳng hạn, được nhá, bạn thấy không? Đúng không? Còn ở đây nó có một cái tên nữa là tên là cái thoát sàn này, cái thiết bị này, TG mình chưa đặt này, TS này, thoát sàn này, được nhá, ừ. Đây ạ. Vướng quá. Đây. Vướng quá thì cố nó kéo nó xuống ở vị trí này. Cho con thằng này đi. TS. Đấy chưa? Thì bây giờ bổ sung thêm vào cái bảng này. Đấy chưa? Đây này. Copy xuống. Nha. TS ở đây là thoát sàn. Nha, đây này. Bạn thấy nó dễ không? Thoát sàn. Chọn này. Ví dụ đây là gì? À, cửa thăm trần chẳng hạn. Đây. Ghi đây là cửa thăm trần. Đúng không? Còn tiếp tục mình sẽ copy thêm một bảng nữa, hoặc không thì muốn dài ra thì cứ copy xuống thôi. Ừ. Nha, dùng lại extend này. Tôi làm luôn cho một bảng nó đủ đi. Hút mùi đúng không nhỉ? Đèn trao lai. Đấy nha. Đấy. Thì chúng ta có một cái bảng ghi chú ở đây. Thì chúng ta chỉ cần ghi chú cái ở đây thôi để sát vào đây. Ok không? Thì chúng ta sẽ có bảng đây, người ta sẽ nhìn đây là CTT là gì. Cái này là cái gì, cái này là cái gì, cái này là cái gì. Thoát sàn là cái gì, TS là cái gì. Thấy không? Đây này. Đấy. Nó nhìn thấy bộ chưa? Thank you.